thấy bà chị này bà chỉ đâu là chỉ làm là ngon lành làm giỏi đó liền à. À, vậy mới có hứng nha. À, làm cái bóng mà đê lên ha, cho nó lá nó nổi lên ha không chưa, thậm chí là xung quanh cái hoa mà chị làm nhẹ nhẹ vậy còn dưới nó càng đẹp nữa nha. Nói là không ai cấm mình làm đẹp hết nha. Đó không tin thì lát chị quẹt thử cái độ đậm ở dưới cái chỗ những cái chỗ những cái lượng xe nè. Chị thấy nó càng đẹp. Ừ vẫn mà nó luôn. Chị làm thử đi. Đúng rồi. Thì nó càng nổi hoa sen của chị lên ấy. Thì trong góc nó ra, trong góc dưới. Ừ nó nhặt. Đó. Cứ bò theo cái biên đó, đúng rồi. Nó chỉ ở đâu mà làm đúng đó là giỏi thôi à. Mà nói chung thì ai hơi chậm thì cứ chịu khó tập luyện nha, cái đó là mình khuyên chị em đây đó. Chứ ví dụ mình hơi chậm thì mình cứ ráng tập luyện nhiều lần vô thì nó sẽ nhường nhuyễn. Đừng về bỏ xó nha cô nương, cô nương về bỏ xó. Ý là mình phải tập luyện á, tập luyện cho nó nhường nhuyễn luôn. Tự khen mình luôn á ta. Chị kiểu này hay đẹp à. Đấy, đó là cái bóng. Ờ à, đúng rồi, làm luôn. Đúng rồi, trong cái ngóc này làm luôn. Những cái ngóc ngách này làm luôn nè. Và chị thấy cái hình chị lại tăng thêm một cái độ đẹp nữa. Nói chung á thì mình cũng hơi cầu kỳ nhưng mà thôi kệ, miễn đẹp là mình thích rồi. Mình đâu có cần phải tính toán là vẽ bao nhiêu lâu là phải xong, mình có không có áp lực. Mình không có phải hối thúc mọi người, chỉ cần mọi người làm đẹp thỏa mãn được cái sở thích của mình là được rồi. Tùy dù sau này chị thích vẽ dọn nước lên thì việc dạy gì vẽ dọn nước lên nữa, dọn nước trên cái cánh sen đó, lá sen đó rất là đẹp. Cát liền thấy không, trời, nhìn đã mắt liền thấy không, à nó nổi cái sen nữa đúng không đấy. Đấy thấy không, càng làm càng đẹp, càng làm mà càng đẹp. Đó, ok rồi, nhẹ nhẹ thôi, rồi vô đây luôn, đây luôn. Nằm luôn. Rồi trong góc là phải tối đó. Quan Trung phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, đó cái phần đó cái liền đó, cái dài cạc tối luôn. Ừ đó. Nói là cũng mới có buổi học thứ hai thôi mà thật sự là vậy mà đâu có phải nói thêm nó bớt gì đâu. Mới sáng hôm qua rồi tới học rồi, bữa nay buổi học thứ hai thôi mà hiểu vấn đề rồi, làm ngon lành rồi. Dạ nó lớn rồi nhưng mà nó cũng trong cái tình trạng 4-5 tuổi nên con đỡ chăm nó hơn một khác liền rồi thấy không, sung sướng liền thấy không. Như chị này á là chỉ tỉ mỉ. Tỉ mỉ đó. Làm những cái gì mà chi tiết nhỏ nhỏ đó, tỉ mỉ, tốt.